Trời, có cái câu và đầu tiên đó, kẻ kẻ cõi diêm phù kẻ ngu thường nói, cái câu nó nghe nó đã gì đâu á. À, về mặt hiệp vần của nó rất là hay. À, cái sự mà lên xuống á, tức là nhịp điệu của câu thơ á, à, nó hay. Do nó hiệp vần với chữ phù với chữ ngu á, à, mà ở giữa là cái vần trắc á, cho nên á, nó tạo ra một cái sự lên dốc và xuống dốc rất là đã khi mà mình đọc cái câu đó lên á. À, câu cuối nó lại chớp vần nè. Bài này phải sửa lại, cái bài này gọi là cái bài là siêu ngu, về quay qua quay lại toàn nghe ngu không à. Này có tỷ gửi tôi rồi đó quý vị và các bạn, gửi giùm tôi nha để tôi sửa cho các bạn nha. Thiện Bo đã gửi cho tôi. Rồi, cảm ơn bạn Thiện Bo. Giờ tôi đọc cái bài của tỷ trước nha, quý vị. Ngày nay bởi vì khoa học thực nghiệm bùng nổ mà sản sinh ra rất nhiều tiện nghi hỗ trợ cho đời sống con người. Ấy thế nên người ta cũng cho rằng trí tuệ của nhân loại cũng cùng lúc phát triển. Xét về mặt đáp ứng các yêu cầu về sản xuất thành phẩm, quan niệm này mang một độ chính xác cao. Tuy nhiên, khi nói về các mặt khác, dường như điều này không còn thích hợp nữa. Đơn cử đó là ý thức của từng cá nhân. Khi chúng ta sống trong một tổ chức gọi là xã hội, những điều cá thể này làm có ảnh hưởng lên một hoặc những cá thể khác. Vì thế, khi một người với ý thức rằng việc họ kém hiểu biết là chuyện của họ, tức họ không hiểu biết được cái tương quan giữa cá thể, mà khi ấy họ tự cho quyền mình làm thí làm càn, tự biện hộ cho chính cái sai cái xấu của mình. Một xã hội như thế, hỏi xem có còn xứng đáng để tồn tại hay không, khi con người ngày ngày cổ vũ việc đi tìm cái tốt, cái hay hơn. Chúng ta lấy một ví dụ trong tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp như hiện nay. Lại có những con người với ý thức thu hẹp mà làm những việc ảnh hưởng tiêu cực to lớn lên cộng đồng, chẳng hạn như trốn cách ly, phát bệnh ở nhà mà không chịu chữa, hoặc túm tụm ăn chơi phá lệch giãn cách, phá lệnh giãn cách. Họ không màng đến những tác động độc hại của mình mà tự tiện xâm hại quyền lợi của người khác. Thế nên khi còn sống chung đụng với người khác, việc kém trí rồi liên lụy xã hội như thế cần phải bị lên án để thay đổi, chỉnh sửa. Nếu không những cái thể ấy không phù hợp để tồn tại trong một cộng đồng nữa. Cũng được, nhưng mà chưa có những cái lập luận mà nó sắc sảo. Đúng không? Mình có thể tách ra đó, tách ra cho nó dễ đó, từng đoạn 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 đôi khi đoạn dăm ba câu thôi cũng được, nhưng mà nó rõ ý hơn á. Này thì chỉ có ý thôi. Ai luận của bạn bạn bo à, bạn bo ồ bạn bo cũng một đoạn luôn ha. Đoạn bo dài dữ hơn nữa nè. Kiến thức trên cõi đời là bao la và vô tận. Kể cả những vị giáo sư, tiến sĩ hay những nhà khoa học đầu ngành như hiện nay, thì sự hiểu biết của họ cũng nằm trong một hạn mức nhất định. Vì vậy, việc chúng ta thiếu tri thức, thiếu sự hiểu biết về một thứ gì đó trong đời là một điều rất bình thường. Điều khác biệt làm nên con người chính là việc chúng ta cố gắng tìm tòi học hỏi, không ngừng nới rộng miền hiểu biết của chính mình. Có những người cứ cố chấp mãi vào trong thiên kiến thì thật khó để phát triển. Chính vì thế mà hôm nay tôi sẽ lập luận để bác bỏ quan niệm
tôi ngu cậy tôi. Cũng 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 mở bài trực tiếp ha. Thứ nhất đây là quan niệm à, xuống cái cả. Thứ nhất đây là quan niệm hoàn toàn sai trái và đường đột. Điều đó chẳng khác nào, ủa ơi sao kỳ vậy ta, cái lập luận này có vấn đề bơi. Ở trên mình nói mình bác bỏ mà thì dĩ nhiên nó phải sai rồi, cái ý chính của mình lại là nói sai luôn, thì nó sao à, hình như có gì nó ngộ ngộ à. Trước là bây giờ mình nói đó ha, cái mở của mình đó là mình, tôi sẽ bác bỏ cái này đấy nha. Rồi xuống dưới ý thứ nhất là tôi bác bỏ. Ôi, sao nó bị kỳ à, không không ổn, không ổn chỗ này. Trời ơi, mà tôi mới bác bỏ là có cái ý đấy chứ sao. Tôi bác bỏ đó nha, ý thứ nhất của tôi là bác bỏ đó thì đâu có được. Mình bác bỏ nghĩa là mình nói là nó sai rồi, thì ý thứ nhất của mình là tôi nói nó sai nha. Xong qua thứ hai tôi là nó không đúng rồi nha. Rồi thứ ba là nó thiếu chính xác rồi nha. Rồi thành là tôi có thứ một và con ơi chưa có cái thứ gì khác hết á. Không được không được không được, ý chính này chưa được, ý này bị cuột rồi, cuột này. Điều đó chẳng khác nào chấp nhận được bản thân đứng yên một chỗ trong cái mớ quan niệm hỗn độn của mình. Chẳng khác nào chấp nhận để bản thân mình bị ngu mà không có được lối thoát. Người nói câu này thời rất cố chấp, nhưng mà biết cố chấp là không bao giờ đúng, là dư rồi, lập tự. Nó không khiến cho bạn phát triển lên được mà chỉ khiến cho bạn ngày càng sa lầy vào trong vũng bùn. Ta cũng cần phân biệt rõ ràng giữa cái gọi là cố chấp với cái gọi là kiên định chứ không phải là vả. Trên lập trường chân chánh kiên định à, kiên định là dĩ nhiên kiên định là phải trên lập trường chân chánh rồi, cho nên khỏi thêm sao. Còn nếu thêm vô phần sau lập trường chân chánh thì trước là cố chấp trên lập trường không có chân chánh à. Người cố chấp thờ không bao giờ có đủ lý lẽ để thuyết phục người khác về điều sai của mình, mà họ của chỉ là những cái người mà người ta có lý lẽ để thuyết phục được về cái điều sai của người ta, thành ra người ta không cố chấp hả con. Sao con định nghĩa gì nó rối vậy, không ổn cái chỗ này ha, lập luận chỗ này nó kỳ rồi con ơi. Đây có vấn đề nữa. Người cố chấp thời không bao giờ có đủ lý lẽ để thuyết phục người khác về điều sai của mình, thì như vậy chỗ này cái là người ta lật ngược lại là con chết á. Mà họ chỉ có thể nói ra những câu cực kỳ ngu dốt như tôi ngu cậy tôi mà thôi à. Ý này nó cũng sao đó, nó tán văn rồi bạn ơi, bạn 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 chuyển ý đi, đừng tán văn ha. Thứ hai, tất cả chúng ta ai ai cũng có quyền tự do cá nhân cả. Tôi rất tôn trọng quyền tự do cá nhân của bạn. Bạn ngu thì đó là chuyện của bạn, nhưng đừng lấy cái ngu ra để làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Khi cái ngu của bạn ảnh hưởng đến người xung quanh thì người khác hoàn toàn có quyền lên tiếng vì điều đó xâm phạm đến quyền tự do cá nhân của người ta. Còn chuyện của bạn như thế nào, ra sao, chẳng ai có đủ thời gian để mà quan tâm đến những điều bạn làm đâu. Mà sao này con giống như tâm sự tuổi hồng quá vậy, mình đang lập luận luôn ơi. Hơn nữa chẳng ai muốn gần gũi và thân cận với những người như thế. Nói tóm lại chuyện ngu của bạn là chuyện của bạn, đừng để ảnh hưởng đến người khác. Cũng chưa được. Các bạn hơn viết này sẽ kỳ quá. Ví dụ như bài của tỷ 5 điểm thì bài này được 4 điểm, là mới 4 5 điểm rồi đó. Các bạn viết á, vui lòng ý chính á, in đậm lên giùm tôi đi, tôi sửa cái câu chủ đề cho các bạn. Thì các bạn viết là dường như cái câu chủ đề nó bị vấn đề quá, nó không có rõ cái câu chủ đề, thành ra khi mà người ta đọc đấy cái người ta sẽ bị mù mờ mụ mị, không biết đâu là câu chủ đề. Mình xác định trước đi ha, viết câu chủ đề trước đi, rồi từ câu chủ đề đó cái mình mới là triển khai ra các ý hỗ trợ dẫn chứng của nó, tức là cái quá trình lập luận á cho nó dễ. Nhiều khi mình viết một hồi đó, trong cái đoạn của mình hai ba câu chủ đề luôn chẳng á, mình không không có một cái để ý hết á, là mình bị sót ở trong cái chuyện mà thành lập đoạn văn nó bị sai à. Còn ai không, còn ai gửi 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 sửa nữa không? Do là hôm trước là mình không có cái lớp on cái lớp trên Google Classroom, cho nên là tôi cũng không có theo dõi được về điểm số, nhưng hôm nay thì đã có nha quý vị.
tôi quánh liền đây. Cho nên là quý vị là phải làm bài, không làm bài là nó hiện hình lên trên đó, là người này bỏ bài, người này sót bài, người này sai bài gì từ lưa lên trên đó hết á. Không ví dụ như mình không có làm văn thì mình cũng làm thơ à, chứ không phải là không làm gì hết, không làm gì hết rồi sao tập à. Rất là xong cái mình sẽ bị mất cái năng lực luôn á. Còn người nào mà chưa có làm, chưa có gì hết trơn, tôi chuyển bài thơ qua cho ngâm à. Tại vì mình không có làm, mình không ấy thì mình ngâm thơ à. Ngâm thơ cũng là một một cái nghệ thuật đó chứ bộ, để mà diễn cho quý vị có cái khả năng trình bày về cảm xúc của quý vị nó được tốt. Quý vị chờ tôi một xí, tôi nghe điện thoại một cái xíu. À có cái alo 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 à à có chị tới cái cửa thì chị alo hay tôi xuống thì tôi đang dạy. Vâng vâng rồi, như vậy là tôi có nhận thêm. Hôm nay chị Nhi cô Tú sẽ nghỉ. Nhi trúng thật hả? Trời trời, trúng thật rồi, cúm mà không có đồ ăn nữa mà trúng thật hay vậy. Cô Tú cúp điện luôn rồi. Trời ơi, khó quá ha. Nguyên buổi sáng luôn, trời ơi, tội nghiệp ký nó mà nguyên buổi sáng luôn. Đôi câu thơ à, người ta đó là ba bước đề câu thơ rồi con ơi. Thì diêu viễn là nó đã xa rồi, còn diêu viễn rồi mà còn xa xăm nữa là nó đứt bồ lên đó nha. Tự nhiên ra cái chữ lo vô nó kỳ quá nè. Diêu viễn xa xăm lòng buồn nhớ, đêm trường vạn dặm gánh suy tư, chứ không phải gánh suy lo. Con ghen đi trên cung đàn muôn tuổi rồi, chất quốc dần rồi con ơi. Không được, chất quốc dần rồi. Quý vị nên nhớ đó, khi mà quý vị làm thơ đó, là cái vốn ngôn từ của quý vị bao nhiêu đó là nó ra thơ bấy nhiêu hết. Mà quý vị mà nhét vô, mà quý vị nhét vô từ mới, mà quý vị không có sử dụng từ đó một cách thuần thục là chắc chắn nó gãy vần, nó rớt vần liền. Đó, cho nên là không được, không được, không được, không được. Bài này chưa được, bài này phải được viết lại. Thơ một người cao, đâu có cao đâu con, thấp tè đó, cao đâu. Con đọc thơ đấy, con nên nhớ đọc thơ là mình không phải là mình hiểu từng chữ theo ý của mình con ơi, mà mỗi chữ đó nằm trong cái cấu trúc của nguyên cái bài thơ đó, nó dùng để hiểu cả bài chứ không phải để hiểu một chữ. Con Ngọc hiểu không? Cho nên thành ra là mình đọc thơ mà đừng có nghĩ là nó như đọc văn là mình phải hiểu từng chữ, rồi mỗi cái chữ nó là một cái kiểu khác nhau, cho nên á là mình sẽ phải hiểu nó trong nguyên một cái cấu tứ của bài thơ, chứ không phải mình tách rời nó ra khỏi bài thơ để mình hiểu, thì cái đó nó không có đúng ha. Tôi nhớ là ngày xưa có ai đó đã từng nợ tôi mấy bài thơ nè, mà có mấy câu hết đó, có mấy câu hay hay đó, rồi bỏ vô cái lư đồng rồi giờ đốt luôn hay gì vậy ta, không có thấy ai gửi nữa chân á. Con hả? Trời ơi nhóm trưởng ha. Tôi nhớ có bạn trả rồi, có bạn chưa trả. Nợ nước thù nhà chưa trả được đó nha, thì thôi đừng viết bài mới vô, ghép vô đi, ghép vô chưa có ra ha, chưa có ra, mình chưa ra bài đó mình làm luôn bài khác đi, chứ ai kêu rồi bám vô bài chưa ra hoài chi. Hôm trước là mình tới số 11 rồi, nhầm lẫn bổ ngữ chỉ mục đích với bổ ngữ chỉ khả năng, nay là tới số 12, nhầm lẫn cái gì đây, chờ xíu ơi, mình ở lại coi. Số 12 nhầm lẫn bổ ngữ chỉ tình huống với bổ ngữ chỉ đối tượng. Bổ ngữ chỉ tình huống,
cái câu sai của nó như thế này. Câu lỗi: Bệnh viện Chợ Rẫy vừa thành công một ca phẫu thuật phức tạp. Trời, nghe câu rất quen ha, dùng hoài trong đời luôn ha. Sai đó. Bây giờ phân tích nè. Một cái ca phẫu thuật á, chỉ có thể là bổ ngữ chỉ đối tượng của những hành động như tiến hành, hoàn thành, làm. Tiến hành hoàn thành một ca phẫu thuật à, hiểu không à, một ca phẫu thuật đó nó là bổ ngữ cho cái đó. Nhưng mà bổ ngữ của thành công thì có thể là bổ ngữ chỉ cách thức, như là thành công mỹ mãn, thành công tốt đẹp à, hoặc bổ ngữ chỉ tình huống, như là thành công trong một ca phẫu thuật phức tạp, thành công trong một trường hợp đặc biệt. Nhưng không thể nào là bổ ngữ chỉ đối tượng à. Bộ ngữ chỉ đối tượng là cái hồi nãy đó, là một ca phẫu thuật nó là đối tượng. Như vậy cái sửa là thêm vào động từ trước thành công, như tiến hành à, chẳng hạn như là bệnh viện Chợ Rẫy vừa tiến hành thành công một ca phẫu thuật phức tạp. Vậy thì cái cách sửa thứ nhất. Quý vị thấy có những cái câu nó rất quen thuộc nữa. Vừa tiến hành thành công một ca phẫu thuật phức tạp, đi hiểu không vậy? Hoặc cách thứ hai á, sau thành công phải là bổ ngữ chỉ tình huống, thì mình có thể sửa là bệnh viện Chợ Rẫy vừa thành công trong một ca phẫu thuật phức tạp. Thành công trong ca phẫu thuật à. Mặc dù hai cái cách này cũng không hay ho lắm đâu, quý vị có thể sửa lên những cách khác này. Đảo lại: Bệnh viện Chợ Rẫy à, vừa à, phức tạp. Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phẫu thuật thành công. Thành công một ca rất phức tạp. Cũng được, đảo qua. Hai cái trên thì người ta giữ nguyên hiện trạng, câu chỉ thêm thôi, còn dưới là mình biến đổi luôn rồi. Quý vị nhận thấy cái sự là sai lầm của cái loại bộ ngữ này chưa? Mỗi một cái loại động từ ha, mỗi một cái loại một cái nghĩa của nó đó, thì thường nó sẽ kèm theo những cái dạng bộ ngữ khác nhau. Cho nên mình phải nhớ, giống như hôm trước cái xe vậy đó, cái con đường và cái xe vậy đó, cái gì nhớ không? Ví dụ như con đường cái xe đó à, con đường thì nó đến, chứ con đường không có đổ được, cái xe mới đổ, mà con đường mà đổ là sai à. Cho nên quý vị nhớ những cái căn bản đó, khi mà mình viết văn á, thì mình không có sai về mặt logic. Tức là nói về góc độ ngữ á, ngữ nghĩa à, về ngữ pháp á, thì nó là sai về cấu trúc. Nhưng nói về logic á, thì nó sai về ngữ nghĩa. Để giống như hồi nãy cái bài của Bo, nãy tôi có sửa một cái câu mà nó sai logic á. Tức là nếu như A suy ra B đó, rồi cái hồi cái là mình làm hồi cái B suy ra A lại cái nó chất quốc lại đó, mà trong khi hai cái nó tương đương á, là mình bị sai về mặt logic à. Đó mà mình cũng áp dụng luận lý để mình vô mình viết nha, chứ không hỏi phải là mình viết viết thì thôi, chứ không có biết luận lý là gì hết nha, thì không được. Cái lỗi tương tự như là nhiều chiến sĩ công an phải nhạy bén những thay đổi nhỏ nhất của tình thế, phải nhạy bén những thay đổi nhỏ nhất đó, phải nhạy bén trước những thay đổi nhỏ nhất của tình thế thì được. Chúng ta tự hào những trang sử oai hùng của dân tộc. Chúng ta tự hào những trang sử, không có những trang sử oai hùng của dân tộc, cái này nó không có bổ ngữ cho tự hào được.
phải thêm cái chữ vô là chữ về, là tự hào về một cái gì đó, tự hào nó phải kèm theo là tự hào về một cái gì đó. Rồi ví dụ như là không nên quá hãnh diện những thành tích không phải của mình, thiếu lại thiếu về nữa, không nên quá hãnh diện về những thành tích của mình không phải của mình, tức là nó chỉ thiếu một cái chữ nhỏ nhỏ thôi, mà đôi khi là trong văn nói hoặc văn viết thì chúng ta không có để ý, nhưng mà đó vẫn là cái sai đó. Đây là trường hợp một, có cái trường hợp hai nữa, có trường hợp hai nữa, có trường hợp ba luôn, tư luôn, năm sáu luôn, trời quá trời. Để tôi thêm vô, tôi ghi thiếu cái chữ trường hợp một. Tôi đã báo cáo cụ thể. Tôi đã báo cáo cụ thể tên bảy cọp, một tên tội phạm hình sự nguy hiểm, một tên tội phạm hình sự nguy hiểm. Hôm nay có cái vụ gì á, thằng gì mà nó vượt ngục đó, nó bị covid, nó giết người gì vượt ngục gì từ lứa chân á, ta hoang mang cúng đậm quá trời á. Cái gì có hay cái đó không, nên ai ở đâu ở yên chỗ đó nghe, đi lung tung rồi cái chừng nó hốt hàng à. Ủa mới bị gom cổ rồi hả, trời ơi hay vậy hả, tôi chưa nghe. Quý vị mới thấy không, mình hạnh phúc vô tận không, sống trong xã hội mà an ninh trật tự đảm bảo cách quyết liệt không. Hôm qua mới nghe tin này hốt đầu rồi, thấy không, trời ơi đặc nhiệm Mỹ làm gì làm việc được như anh, đó là một điều mà thấy Việt Nam mới có thôi. Số 2 là cái sửa lỗi. Phân tích nó thế này, khi bổ ngữ của hành động báo cáo chỉ một nhân vật như anh, tôi, nghĩ vân, thì nhân vật này có thể là bổ ngữ chỉ phạm vi rộng ra, là bổ ngữ chỉ tình huống như báo cáo về anh gì đó, về tên gì đó, hoặc bổ ngữ chỉ đối tượng tiếp nhận, báo cáo với anh, báo cáo với tôi, báo cáo cho anh, báo cáo cho tôi, hoặc đơn giản là báo cáo anh, báo cáo tôi. Còn khi bổ ngữ của động từ báo cáo chỉ một sự việc như tình hình, vấn đề, nội dung cuộc họp, ví dụ báo cáo tình hình, báo cáo vấn đề, báo cáo cuộc họp, mà báo cáo gì đó, chỉ một sự việc, thì sự việc đó có thể làm bổ ngữ chỉ đối tượng, một là bổ ngữ chỉ đối tượng như báo cáo tình hình hoặc là báo cáo tình huống, vân. Trong cái câu lỗi đấy, bổ ngữ của báo cáo là một nhân vật, là báo cáo cụ thể tên Mỹ cọp. Báo cáo cụ thể tên bảy cọp, vậy thì tên bảy cọp nó là bổ ngữ cho cái báo cáo, nó làm rõ nghĩa cho cái báo cáo đó. Căn cứ vào nghĩa của câu thì nhân vật đó không thể làm bổ ngữ chỉ đối tượng trực tiếp, đối tượng tiếp nhận. Tôi đã báo cáo cụ thể tên bảy cọp, tức là đây không phải là báo cáo cho thằng bảy cọp. Quý vị hiểu cái lỗi không? Không phải là báo cáo cho thằng bảy cọp, mà báo cáo cho cấp trên về cái thằng bảy cọp, chứ không phải là báo cáo cho thằng bảy cọp. Mà thành ra là cái câu này viết một hồi đó là thành báo cáo cho thằng bảy cọp, mà trong khi nó bị bắt, nó là một cái tên nguy hiểm, hình sự nguy hiểm gì đó các kiểu đó, thì dùng cái nó bị sai khi mà nó sai về cái mặt bổ ngữ, thành ra là người ta sẽ hiểu sai đó. Quý vị ơi, khi mà tôi đọc cái điều này đó, cái tôi ngậm ngùi về cái gì, về Nikaya, chỉ toàn bộ cái tam tạng kinh điển đó, nếu như mà mình không có biết, mình không có vững về mặt ngữ pháp ngôn ngữ đó, thì thật là khó để mà mình hiểu, thật là khó để mình hiểu, giờ khó lắm luôn quý vị ơi. Mình hiểu là hiểu từng chữ thôi, chứ mà ráp câu vô là coi chừng mình chết đó.
Và bây giờ mình cũng rất khó để mà mình tìm kiếm ai mà sống trong cái nền văn hóa hồi đó, cái thờ Đức Phật, để hiểu là ngài dụng câu này nghĩa là sao. Quý vị hiểu ở chỗ đó không? Thành ra bây giờ mình học nó giống như là mò kim đáy bể vậy đó, mò mẫm vậy thôi. Trời ơi, mình thấy mình thương mình gì đâu luôn á, cho nên phải cố gắng nha. Trong đây kìa, cái nó có sữa không? Làm bún sữa cho ta đi cột. Ở đây cũng không có sữa luôn. Rồi, bây giờ mình sửa cái câu này lại. Vậy thì mình là mình báo cáo này không phải báo cáo cho tên bảy cọp ha, mà báo cáo về cái thằng bảy cọp. À, như vậy cho nên mình phải sửa lại. Tôi đã báo cáo cụ thể về tên bảy cọp. À, đó là nó trở thành một cái bổ ngữ, bổ nghĩa cho báo cáo ha. Và nó là vấn đề, nó là vấn đề. Khi mà mình dùng cái từ là về tên bảy cọp thì lúc này là nó trở thành vấn đề. Vấn đề này nó bổ nghĩa cho cái từ báo cáo, quý vị hiểu không? Còn khi mà nếu mà mình gọi là báo cáo cụ thể tên bảy cọp thì nó trở thành nhân vật, nó trở thành có con người chủ thể, thì nó không thể nào trở thành vấn đề được. Cái tên không có cái chữ về thì cái tên bảy cọp này không trở thành bổ ngữ, chỉ cái vấn đề làm rõ cho cái từ báo cáo được. Đó, về mặt cái câu chữ là nó vậy đó. Để ý cách dùng những lỗi tương tự: chị đã nói quá nhiều, tính rụt rè nhút nhát của chị đã nói quá nhiều, tính rụt rè nhút nhát của chị, thiếu chữ về nữa ha. Chị đã nói quá nhiều về tính rụt rè nhút nhát của chị. Tính rụt rè nhút nhát không có bổ nghĩa cho cái từ nói được. Nói rụt rè nhút nhát là trở thành một cái đặc tính của con người, tính cách con người chứ không phải của lời nói. Cho nên quý vị thấy đó, có những cái bổ ngữ nó chỉ phù hợp bổ nghĩa cho cái gì mà nay nó dùng trong cái trường hợp này, thì phải có một cái cụm để chuyển nó trở về một cái dạng trạng thái khác, có thể bổ nghĩa cho cái từ mà nó đằng trước của cái từ của cụm đó. Nó vậy đó, nó hơi phức tạp xí. Nhưng chúng tôi thì chẳng thấy chị gục ghè nhút nhát tí nào. Có thể xem vô là chị đã nói quá nhiều về tính rụt rè nhút nhát của chị. Hoặc là cái ví dụ khác: họ thao thao bất tuyệt những vấn đề gì đâu đâu, còn chính cuộc sống thực tế ở đây thì họ không hề đả động. Thao thao bất tuyệt những vấn đề, thiếu chữ về nữa ha. Họ thao thao bất tuyệt về những vấn đề gì đâu đâu. Rồi ví dụ khác: cuộc họp đã tranh luận sâu nổi nguyên nhân gây ra bệnh thối rễ lạ nhưng vẫn chưa ngã ngủ. Để thiếu chữ về: cuộc họp đã tranh luận sôi nổi về nguyên nhân gây ra bệnh thối rễ lạ. Hoặc câu D, ví dụ: chúng tôi đã suy nghĩ nhiều, có thể nói là gần bạc tóc khoản nợ mua chịu rau mà bà con nông dân ôm chịu rau của bà con nông dân mà mãi vẫn chưa trả được. Trời, sao giống thời Covid quá nè. Chúng tôi đã suy nghĩ nhiều, có thể nói là gần bạc tóc khoản nợ mua chịu rau của bà con nông dân mà mãi vẫn chưa trả được, thiếu chữ về luôn. Về khoản nợ mua chịu rau của bà con, suy nghĩ về một cái gì đó. Quý vị hiểu không? Ok chỗ này chưa? Quý vị còn thức không vậy? Ok ha, vẫn còn thức, vậy thôi. Bây giờ làm một cái bài tập cho nó đỡ đỡ buồn ngủ rồi. Bây giờ nhiệm vụ bài tập nó gì đây? Bài tập đặt một câu chủ đề. Sau đó viết một đoạn với câu chủ đề đó. Rồi, chuyện đơn giản không? Đơn giản nhưng mà chưa chắc làm được đâu nha.
Rồi, nhiệm vụ các bạn là làm này cho tôi. Để tôi bỏ cái này lên trên lớp. Quý vị chờ trong giây lát, quý vị sẽ được vào lớp. Đây là lớp của chúng ta. Một cái bài tập trên đây. Tôi có giao bài trên cái Google Classroom rồi đó. Quý vị xem thử rồi có nhận được bài của tôi trên đó chưa? Ok. À, các bạn vào thử cái file document mà tôi có đính kèm trong bài đó. Quý vị xem coi có vô được không? Nhờ quý vị mở lên thử ha. Quý vị mở lên thử. Rồi quý vị đánh vài ba chữ vô thử xem. Giờ xem coi là nhiều quý vị vô cùng một file được không. Ok, rồi. Đúng rồi. Giờ thì các bạn đi theo cái cách đó ha, tức là mình copy xuống thì cái tên của mình không phải làm của mình, tên của mình phải làm của mình ha. À, vậy đó. Ok, đúng rồi.
như mấy anh chị nè. Để con bỏ cái tên con lên đây này. Khổ quá à. Đây tôi sửa để cho bạn công ty nè. Đấy. Chưa. Đó. Rồi. Thôi. Rồi làm đi ông ơi. Quá tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, các bạn cứ làm. Quá hay. Thích và thích cái Classroom này quá. Tới 9 giờ 10 giờ ha, 10 giờ là tôi có bài.
8 phút nữa.
Phường ghi đây luôn hả? Nhớ bỏ anh kia nha Phường ơi, bạn nữa này chấm điểm anh kia cho nó dễ. Tại nay con học ké thầy cho nên là con bỏ này luôn chứ con đâu có vô đó. Ủa gì hả? Chứ là mình vô đi. Nhiều quý vị cũng gần xong rồi, quan hỷ vậy tranh thủ ha, nhiều quý vị chắc viết chỗ khác copy vô nên thành ra chưa có thấy hoàn chỉnh ở đây.
xong thì cho hay nha, tôi sửa. Dùng có tại vì cái mùa này ai cũng xài mạng mà, ai ta cũng ở nhà để người ta lên mạng hết, cho nên là nó lắc là đúng rồi. Nhiều mà người ta không có thể gia cố bảo trì sửa chữa, nhân viên chăm sóc đường dây rồi dẹp hết rồi, nó còn xài được là mừng rồi. Chứ nhiều khi dịch nó cúp điện, nó cúp nét, nó cúp nước nữa, hay là rồi mình về với đời sống thổ dân luôn. Mặc dù là nó đã trễ giờ hơn 8 phút rồi nhưng không biết có ai là báo với tôi hay là xong chưa ha. À vậy ha, Thiều đã xong rồi. Thì tụi nó cũng bị đơ.
Xong rồi để tôi qua bên đó bển ha, để tôi sửa thị trường xuống cho quý vị. Rồi, nhìn rối mắt quá ha. Sử đúng cách giúp chúng ta phát triển rất nhiều về mặt tư duy. Sử sử là do họ chưa nắm được nó một cách có hệ thống. Cái câu này nó nói làm gì? Sửa từng câu cho quý vị nha. Hầu hết những người cảm thấy khó khăn về với những tri thức thuộc về lịch sử là họ do họ chưa nắm được nó một cách có hệ thống. Thì câu này nó liên lạc gì với cái câu chủ đề mà Duy mới vừa ghi trên? Học lịch sử đúng cách, mình chưa có làm gì hết thì vô mình nói về khó khăn, cảm thấy khó khăn này, cảm thấy khó khăn. Cái cảm thấy khó khăn này nó phải là phần cuối đoạn chứ không phải là ở ở cái phần đầu đoạn nhào vô cái mình nói về khó khăn. Như vậy thì nó không hợp lý, thứ nhất. Cái thứ hai, nó mình làm tắt đi cái mạch triển khai của nguyên một cái đoạn. Ví dụ cái câu đầu vô là mình, cái câu chủ đề của mình là học lịch sử đúng cách giúp chúng ta phát triển rất nhiều về mặt tư duy. Như vậy thì mình tiếp bước theo sau đó, mình nên làm rõ một vài thứ gì mà nó cần thiết ở trong cái phần của mình. Hoặc là sau đó chứ mình nhào vô là mình nói về cái cảm thấy khó khăn này, nó không dính gì tới cái câu chủ đề trên hết, mà mới cái rột trên là mình nói về học lịch sử đúng cách. À, phát triển rất nhiều về mặt tư duy. Mình có thể tiếp theo sau đó đó, mình cũng có thể khai thác cái chỗ tư duy hoặc là khai thác chỗ đúng cách. Thì mình cũng có thể vô vô là cái ý thứ hai là mình bổ trợ bổ túc cho cái câu ở trên của mình. Ví dụ như mình nói về là ngày nay việc học lịch sử bị sai trên rất nhiều phương diện, từ nội dung học đến phương pháp học. Đấy, cái là mình mở ra cái cụm là học lịch sử đúng cách. Đó là mình đi vô mình bàn về cái đó. Rồi xong một cái họ một cái phần đó nữa là mình lại thứ đếm các loại hình tư duy mà người ta cần phải trau dồi, không phải chỉ có là tư duy logic của toán học mà còn là tư duy gì gì đó về mặt sử học. Cái là mình đi khai thác cái cụm tư duy thì mình thấy là nguyên cái đoạn của mình nó có một cái mối dây tương quan với nhau, từ câu chủ đề cho tới nội dung bài viết, chứ không có một cách là muốn nhảy đâu nhảy, muốn nhót đâu nhót, nhảy nhót vừa thoải mái thì không phải. Mình có một cái sợi dây cho nó. À, Bo hiểu cái chỗ này không? Vì Nghe hiểu. vì vậy nếu chúng ta biết cách để hệ thống chúng lại theo một trật tự logic thì hoàn toàn có thể nắm được hệ thống chúng lại. Hệ thống chúng lại, cái hệ thống chúng lại này là mình đâu có trình bày gì trên đâu. Chúng này là cái gì và hệ thống là hệ thống làm sao, hệ thống thế nào? Tự nhiên vô cái mình nói một cách nó băng quơ và nó huyên thuyên rồi không dính dáng gì hết. Vậy thì mình muốn nói cái câu này đó, hệ thống chúng lại theo một trình tự logic đó, vậy thì mình phải nói vậy chứ lịch sử nó trên nó là gì. Chúng ta cần phải hiểu lịch sử là một chuỗi cái sự kiện xảy ra trong quá khứ. Với một chuỗi các sự kiện này, người ta có thể tiến hành rất nhiều thao tác tư duy trên chúng nhằm đem đến sự hiểu biết hoàn bị cho người học.
Và một trong những cái cách mà người ta có thể làm đó là hệ thống chúng theo một trình tự nhất định nào đó, gọi là tư duy logic. Thì cái vấn đề nó làm rõ ra ha, nó nối kết với nhau và nó làm triển khai được cái câu chủ đề. Còn đương nhiên con nhào vô cũng vì vậy, chỗ này là vì vậy là người ta dùng cho là kết một cái đoạn nào đó, kết một cái ý, một cái tiểu ý nào đó thì người ta mới dùng vì vậy. Này vô mới câu chủ đề câu thứ hai như sánh xả rồi câu thứ ba kết luận luôn rồi, còn gì nữa gì khai thác ra nữa. Đó, nó bị ngược ngạo. Đó. Đấy là cơ hội để những người có mong muốn tìm hiểu về lịch sử rèn luyện cho mình về tư duy hệ thống. Vậy thì con muốn nói về á, tư duy hệ thống thì phía trước đó con phải trình bày cho người ta được là lịch sử nó có tác động như thế nào về tư duy hệ thống, những cái tư duy hệ thống đó ở trong cái góc độ nào của sử học được sử dụng, được liên kết, chứ không có để này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là rèn luyện tư duy phản biện, rèn luyện về tư duy phản biện với những đúng cách như tư duy. Ủa như vậy thì cái câu chủ đề của con là học lịch sử đúng cách giúp chúng ta phát triển rất nhiều về mặt tư duy, thì con muốn nhấn mạnh tới chuyện học lịch sử đúng cách hay con muốn nhấn mạnh đến cái chỗ phát triển về mặt tư duy? Ở đây á, khi mà tôi đọc vô cái đó, cái vế đầu tiên tôi chú ý sẽ là học lịch sử đúng cách. Cho nên cái chỗ này tôi, nếu mà tôi lật ngược lại là bởi vì bạn học lịch sử không đúng cách chứ bạn không phát triển tư duy, thành ra là mình phải đúng cách. Mà đúng cách là thế nào nhỉ? Hy vọng là bài này nó sẽ làm rõ cái vấn đúng cách này mới được. Người ta sẽ suy nghĩ như vậy khi mà người ta đọc cái câu chủ đề của mình. Xuống dưới này thì mình không có thấy chút nào hết trơn, mình có phát triển cái gì không mà cái tự nhiên mình đưa chữ đúng cách vô chia rồi mình bỏ 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 đó, rồi chó nó tha mất mẹ luôn cái từ cái chữ đúng cách đi đi luôn rồi. Và nguyên cái bài mình không có miếng nào nói về đúng cách luôn, sao được? Không, cái này là bậy rồi. Đề này, cái đoạn như thế này gọi là lạc đề. Cái đoạn lạc đề là bởi vì á, cái câu chủ đề một đằng nhưng mà cái nội dung nó một nẻo. Cái này phải sửa câu chủ đề lại. Ví dụ như học lịch sử giúp chúng ta phát triển rất nhiều về mặt tư duy, hoặc là học lịch sử giúp chúng ta phát triển nhiều loại hình tư duy, thì cái đoạn này là nó hợp với cái câu chủ đề đó. Tức là học lịch sử giúp chúng ta phát triển nhiều loại hình tư duy thì nó mới đúng. Cho nên chấm tới đây là người ta gạch nguyên bài bỏ, đây lạc đề rồi, không điểm. Quý bạn và các vị có hiểu không? Ok, để con viết lại. Bạn viết lại đi, tôi đi nghe điện thoại tí. Alo. À không được, mình đang đang đứng lớp cho mình không có đi ra ngoài được, mấy bạn sao tới được thì mình mới lấy được. Vậy hả? Vậy là chắc là mình chưa đi được rồi, tại vì bây giờ mình đang đứng lớp rồi, có gì mình liên hệ lại bạn sau nha. Kéo xuống đi, trình bày cho nó rõ rõ là nhìn cho dễ ha. Rồi, đọc sách có chọn lọc là một kỹ năng quan trọng giúp ta phát triển sự hiểu biết. Tại vì cái câu chủ đề này nó tính nó gộp tới hai ý rồi nè, gộp tới hai ý rồi. Như vậy là đọc sách có chọn lọc là một kỹ năng quan trọng, rồi đọc sách có chọn lọc giúp ta phát triển sự hiểu biết.
À, đó là hai ý. Nếu gộp chung như vậy nó sẽ ra thêm một cái ý nữa là đọc sách có chọn lọc là một kỹ năng quan trọng, từ đó giúp ta phát triển sự hiểu biết. Thì như vậy đó là phải có thêm vô, là một cái bước sau, chứ không phải quan trọng rồi giúp ta phát triển sự hiểu biết, cái cụm đó nó bị dư. À, thì như vậy tùy theo mình muốn nhấn mạnh cái nào. Ví dụ mình muốn nhấn mạnh là đọc sách có chọn lọc là một kỹ năng quan trọng thì mình nhấn mạnh chỗ đó để mình nói việc đọc sách chọn lọc là nó kỹ năng quan trọng thế nào. Đấy, hoặc là đọc sách có chọn lọc thì nó giúp ta có sự hiểu biết. À, đó thì tùy theo mình chọn cái ý nào để mình làm dưới. À, vô mình ok, tức là đây mình bắt được lên trên, tức là mình đã làm cho cái bài của mình nó có những cái mối dây nhợ tương quan với nhau được, nó không có bị chéo ngoe cán cuốc. Chỉ có chọn lọc nghĩa là sao? À, cái gì trời, chỉ lấy điện thoại nữa. Alo. À, đúng rồi. Có giao tới chưa? À, không có biết, tại vì mình ở nhà mình không biết. Đúng rồi, chùa gần chùa Cây Bàng á. Ừ đúng rồi, nếu mà bạn đi cái đường chợ đầu chợ An Cư quẹo qua thì đi đường đó được đó, người ta không có chặn đường đó. Tại vì cái chợ chợ chỗ Chồng Hổm chỗ Cây Bàng đó là ta có chặn chỗ đó thôi. Chịu, người ta cứ máy nói thì tôi nghe nghe điện thoại mà, cho nên tôi tắt micro cho nên hết nghe là đúng rồi. Rồi, người đọc sách cần có sự nhạy bén trong việc chọn một cuốn sách. Có chọn lọc nghĩa là sao? Người đọc sách cần có sự nhạy bén trong việc chọn một cuốn sách vừa đáp ứng được vấn đề mà mình đang tìm hiểu, vừa có khả năng đánh giá chất lượng nội dung của cuốn sách đó, và có thể cân đối giữa nền tảng tiếp thu của chính mình với cấp độ kiến thức mà cuốn sách đó mang lại. Câu này quá dài, câu này nên tách ra thành các cái ý đơn lẻ để mình làm cho nó rõ hơn. Tại vì ở trong cái câu này nó tới ba bốn ý lận, và trong ba bốn ý này đó mình có thể làm rõ được thêm vài ba ý chẳng, cho làm cái đoạn của mình nó phong phú lên và nó rõ ràng hơn. Được. Ví dụ như mình tách cái ý đó, người đọc sách có được sự nhạy bén trong một cuốn sách, vừa đáp ứng được vấn đề mà mình tìm hiểu, vừa có khả năng. Như vậy thì chọn lọc nghĩa là sao? Chọn lọc nghĩa là, đó là mình bám vô trong cái ý đó luôn. Nghĩa là đáp ứng được vấn đề mình đang tìm hiểu. Như vậy nó trở thành một như một cái ý con của một cái ý lớn. Như vậy mình mới làm rõ được là đáp ứng vấn đề mình đang tìm hiểu. Rồi mình làm rõ cái ý đáp ứng vấn đề mình đang tìm hiểu. Mình có thể cho ví dụ, mình có thể dẫn chứng, mình có thể phân tích cái ý đó ra thêm. Rồi mặt khác mình có thể thêm vô là việc chọn lọc một quyển sách còn phải căn cứ vào chất lượng nội dung của cuốn sách đó. Như vậy cuốn sách như thế nào thì mới được gọi là có nội dung chất lượng, vân vân vân. Thì đó mình lại vô thêm một ý nữa. Giờ cái cuối cùng là ví dụ như mình còn phải chú ý đến nền tảng tiếp thu của mình trước cuốn sách đó. Đó là ba ý mình có thể khai thác được. Để mình làm rõ ra thêm. Chờ xíu nó lại có điện thoại. Alo. À, tại vì mình đang dạy online chứ mình không có bỏ lớp được các bạn. À, nếu bạn đi thì bạn đi cái đường ở ngoài Hồ Sáng Thổ đi vô, chứ bạn đừng đi cái đường lớn đó, nó gạo. Đúng rồi. À, đường Bờ Đờ Hồ á, ngay chỗ đầu chợ An Cư á, nó có một cái đường đường vô chợ, một đường xẹt qua mặt đến Chi. Thì bạn xẹt qua mặt đến Chi với đường đó là nó không có bị. Cái đầu chợ nó không có chặn chặn trong chợ thôi, chứ đầu chợ An Cư nó không có chặn. À, vậy hả? Cái đó thì mình không biết, tại nhiều nhiều đường đi vô lắm. Nó giao hàng cho tôi mà bây giờ là nó phải chạy tứ dân thiên hạ trên coi đường nào cũng có chặn, cho nên thành ra là nó điện liên tu bất tận vậy đó, quý vị thông cảm.
Đó là tôi sửa cho quý vị là ba cái ý trong cái ý con ha, để làm rõ cho cái ý lớn của quý vị. Thì quý vị khi mà viết đó, mình tách ra như vậy đó, mình khai thác nó dễ và làm rõ cái vấn đề nó là thêm. Mà mình khi mình viết nó quá quá nhiều và nén lại đó, thì người ta đọc vô đó, thì người ta chỉ biết ý thôi chứ không có vô trong ruột được. Việc lồng ghép ba kỹ năng kể trên vào chọn sách để đọc thì không phải là một yêu cầu đơn giản. Thì cái ý này nó là tóm ý lại đó, tức là sau khi mình đã làm ba cái việc trên rồi, nãy tôi phân ra ba ý nhỏ ha, quý vị làm việc với ba ý nhỏ đó rồi, còn quý vị mới là một cái tiểu kết, tiểu kết lại là việc lồng ghép ba cái kỹ năng trên và việc chọn sách thì không phải là đơn giản. Đó là mình tiểu kết cho ba cái ý mình mới khai thác ở trên. Vậy thì làm sao để có thể chọn lọc? Nếu như vậy là cái này mình đi ngược rồi, mình đi cái tích lên cái đầu rồi. Muốn được trọn vẹn như thế, người cần dành thời gian để thấu hiểu. Như vậy thì ba cái ý hồi nãy ở trên mình giải thích ra đó, thì nó sẽ có luôn mấy cái dưới ruột này, nãy là ở dưới này nè, cái đám dưới này nè, rồi mình đem lên trên mình làm rồi đó. Về nền tảng tư tưởng của mình, vốn từ vựng, khả năng liên kết vấn đề của chính mình, phát triển tư duy phản biện, vân vân. Thì cái đoạn dưới này là nó phải làm rõ cho ba ý trên, chứ không phải mình đưa ba ý trên rồi mình ghi dưới này cái người ta không gáp được là mấy cái ý này là nó nằm ở cái ý nào, mấy cái thứ này nó nằm ở ý nào trong cái việc mà mình lựa cuốn sách phù hợp kiến thức, hay là lựa cuốn sách phù hợp có cái nội dung, hay là nền tảng tiếp thu của mình vân. Thì mấy cái ý dưới này nó không có làm rõ được một trong ba ý trên nếu mà mình ghi nó chung như vậy, mình tách ra. Ok, đó, như vậy xong rồi đó. Khi mà mình làm rõ ba ý trên rồi, mình mới tóm lại là việc lồng ghép ba cái thứ trên trong việc để chọn một cuốn sách thì nó không phải là chuyện dễ dàng, chuyện đơn giản, vân vân. Thì mình có thể tóm lại bằng cái cách đó. Nhưng mà khi mà mình đã làm được như vậy thì chắc chắn mình sẽ phát triển được sự hiểu biết. Tại vì để mình nói mà nếu mà đọc sách một cách có chọn lọc như vậy thì mình sẽ phát triển sự hiểu biết. Thì cái việc mà mình làm được như thế thì chính cái việc đó nó giúp cho mình có sự hiểu biết. Để mình tóm lại cái ý đó là coi như hết hai đoạn. Thư ngủ ngôn đó, thư ngủ ngôn là thư năm chữ đó, mình cứ viết làm sao mà ra năm chữ là nó ngủ thôi. Thì mình viết đi mới sửa được, còn không viết là đâu sửa, cả đời cũng không biết ngủ ngôn là cái gì chứ, là ngu ngu ngôn luôn chứ không phải ngủ ngôn. Rồi tiếp theo ha, tới sửa bài tiếp nữa, hết giờ nữa hả? Nhiều quá nhiều quá, quá nhiều quá nhiều quá nhiều. Tôi lựa cái đề cái bài nào mà ngắn 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 thì tôi sửa thôi. Cô Ngọc ha, cô Ngọc. Buông bỏ là cách làm cho cuộc sống chúng ta an yên hơn. Buông bỏ là cách làm cho an yên hơn. Trên mỗi bước đường đời, con người không thể tự do vui vẻ là cô bởi Ngọc chuyện chưa xong á thầy. Ủa chưa xong hả? Thì thấy ít, tưởng đâu xong rồi. Thôi vậy tôi qua cái bài khác ngắn hơn. Thấy bài nào cũng dài chứ tôi ngán quý vị ơi. Tại vì dài là nó sẽ tùm lum hết nè, là ngán lắm. Thôi cái bài ngắn ngắn sửa cho nó khỏe. Thôi tôi sửa cho thằng béo của tôi đi. Béo này trời, bự lên xíu, dễ nhìn. Ok trời, chất lượng quá đấy. Nghệ thuật là một trong những thứ không thể thiếu đối với loài người. Nó mang những vẻ đẹp từ hình ảnh, màu sắc, âm thanh, cảm giác. Nó mang những vẻ đẹp từ hình ảnh, âm thanh, màu sắc, cảm giác đến với chúng ta. Cái cách này đó là cái cách lập luận đó quý vị. Ok, rất là hay. Tôi thích cái này. Quý vị bắt đầu bằng cái kiểu như thế này là nó rất là phê. Tức là quý vị tự đi lập luận, đi lập luận dẫn, quý vị một có một cái bước dẫn rồi xong quý vị mới đưa vô cho người ta cái của mình. Riêng đối với tôi vô cùng yêu thích cái nghệ thuật xếp giấy origami. Thì đó là mình không có khen một cách nó trơ trẽn quý vị ha, mình muốn khen trơ trẽn.
mình khen thông qua một bước nữa, mà có ai để ý đó thì người ta mới thấy, ai để ý là mới thấy. Mình không có nói đó, nó là xếp giấy origami là một nghệ thuật tối cao, một nghệ thuật đẹp đẽ gì thế, nhưng mà mình sẽ phải khen đằng trước á, rồi để khen đằng trước những cái thiếu này là những cái thứ nghệ thuật như thế nào đấy, và mình nói được, mình sau đó mình mới show ra là và trong đó thì này tôi muốn nói tới thì origami là một trong những cái loại nghệ thuật như vậy chẳng hạn đó, thì những cái cách kiểu như thế đó, thì cái là gọi là lập luận ổn đấy. Xếp giấy thật sự rất thú vị, giúp ta phát triển về tư duy và tính cách. Thuật xếp giấy. Mình liên kết trên là riêng với tôi vô cùng yêu thích nghệ thuật xếp giấy origami. Xếp giấy thật sự rất thú vị, giúp ta phát triển về tư duy và tính cách. Tính cách thì sao đây, cái dấu phẩy ở đây vậy, này dấu chỗ này phải dấu chấm chứ, đó là hết câu rồi, chỗ này phải dấu chấm chứ. Từ một từ giấy, chỉ từ một từ giấy. Ủa là sao, chỗ này tính cách từ một từ giấy hả? Cái này nó bị, cái cụm này bị dư vậy con. Chỉ từ một từ giấy mà có thể biến hóa nó thành, biến hóa nó thiếu chủng từ, từ chỉ từ một từ giấy mà ta có thể biến hóa nó thành những con vật, đồ chơi cực kỳ vi diệu. Cụm này con lại không xuông văn, cụm này không xuông văn, sửa văn lại cho nó xuông. Từ một tờ giấy mà ta có thể biến hóa nó thành những con vật, đồ chơi cực kỳ vi diệu. Đấy. Xếp giấy không đơn thuần mang lại sự giải trí, mà nó còn giúp ta vô cùng tập trung. Cái chỗ vô cùng này không cần thiết, bỏ vô cùng này đi. Mình có thể mình lập luận theo một cái kiểu khác nữa, mình nói về xếp giấy ở trên này đó là con y cái ý này chưa hết đây nè. Con béo phải đi cho hết một ý, ý chưa hết là con bỏ ngang vậy nó uổng lắm. Ở trên đây á, mình phải nói luôn nó vi diệu là vi diệu làm sao, nó biến hóa là biến hóa làm sao, rồi mình phải làm rõ rõ cái điều đó ra luôn. Mình nói là từ một tờ giấy mà có thể biến hóa nó như vậy, chỗ này mình có cần ví dụ á con, mình có thể làm rõ ra cho người ta. Từ một tờ giấy với một tờ giấy khổ mấy nhân mấy đó, sau ba bước xếp ta có thể hình thành, ta có thể tạo ra được một chú cóc xinh xắn mà bất kỳ một đứa trẻ nào đều rất thích thú khi nhìn thấy ai đó xếp origami như thế đấy. Thì mình làm rõ ra thêm cho người ta là con vật thì nó sao, đồ chơi nó làm sao đó, rồi để mà mình chứng minh cho người ta thấy là mình vi diệu đó. Nói cái đó nó vi diệu mình phải chứng minh chứ con. Mình nói ra như vi diệu thôi mà mình không có chứng minh gì hết, cái người ta nói ủa chứ vi gì đâu, cái gì đâu vi, nói khơi khơi thôi à, không có chứng minh được ha. Khi mình nói ra một cái ý là mình kèm theo đó là mình chứng minh cho người ta, mình nói cái đó nó có, nó có bằng chứng, và mình ví dụ cái bằng chứng nó ra cho người ta thì nó thuyết phục ngay trong chính cái tiểu đoạn đó, chứ không có chờ tới những cái chỗ khác. Rồi sau khi mà mình đã dứt hết cái ý đó rồi, mình mới tiếp là xếp giấy không đơn thuần mang lại giải trí, mà nó còn giúp chúng ta có khả năng tập trung. Đó là mà con qua một cái tiểu ý mới rồi, đúng không? Một cái tiểu ý mới rồi, đó là phát triển về tư duy, tính cách gì đó, để nó ra một cái ý mới đó. Vì trong từng nếp gấp, nếp sai, đó, cái này là con ngắn quá rồi, tập trung đó là một cái tiểu ý nhỏ rồi, trong cái đó con mới làm rõ ra, cho nên chỗ chữ vì này con phải tách ra thành câu mới. Ở đó con có thể thành lập cho mình một vài ba câu để làm rõ cho cái chuyện tập trung. Như là trong từng nếp gấp, nếp sai sẽ tạo nên một nếp dư. Cái chỗ này đó rất là hay luôn á, trong cái lập luận, nếu mà con khai thác được cái chỗ lập luận này nữa đó là mình có thể nói theo cái kiểu như là xếp giấy, mảnh giấy cũng như cuộc đời, mảnh giấy cũng như cuộc đời. Nếu như có những nếp gấp sai, ta có thể sửa lại đấy, nhưng nó vẫn còn tàn dư một nếp gấp. Thì như thế cho người ta liên đới qua,
người ta liên đới qua cái nếp gấp đó, với cái cuộc đời thì người ta có nhiều cái sự mà nó suy nghĩ mà nó mở ra hơn, chứ nó không chỉ còn là cái chuyện cái miếng giấy nữa, mà nó đã chuyển đổi qua thành cái cuộc đời rồi ha. À, thì bắt đầu cái đó mình mới mới thêm một cái câu hoặc là thêm một cái vế là vì vậy xếp giấy cẩn thận như thế nào thì sống trong đời cũng cần phải cẩn thận như thế ấy đó. Trời ơi, nó phê liền, nó phê liền, nó có cái giá trị giáo dục, nó có những cái giá trị truyền tải rất lớn ha. À, thì như vậy mình ta mới thấy được nó nghệ thuật quá, trời ơi, nó hay quá, nó sâu quá, nó vi diệu quá. Ấy, hiểu hiểu không? Rồi cái ý thứ ba thứ tư gì đó là nó lại cho chúng ta cái khả năng tưởng tượng nữa chứ, khả năng tưởng tượng nữa. À, khi ta gấp theo hướng dẫn, ta có cái sự tưởng tượng thì con có nhiều cái hướng để khai thác lắm nè. Ví dụ như nó giúp cho chúng ta có khả năng tưởng tượng, bởi vì đâu có ai để ngồi đó chỉ cho chúng ta từng nếp gấp đâu, chúng ta sẽ nhìn trong sách, mà sách thì nó chỉ là không gian hai chiều đều vẽ ra trên mặt phẳng thôi. Thì với cái không gian hai chiều đó chúng ta phải tưởng tượng, phải rất tưởng tượng, phải rất tưởng tượng. Nếu như mình xếp như thế này liệu nó có ra không, nếu mình xếp như thế khác nó có phù hợp không, từ đó mà cái trí óc của đứa trẻ nó trở nên bay bổng hơn, rộng mở hơn trước tất cả vấn đề. Và vì thế trước những cái thực tại trong cuộc sống, đứa trẻ có thể trù bị nhiều hướng khác nhau để giải quyết nó. Ấy phải chăng chính là nhờ khả năng tư duy trong xếp giấy origami mà có đó? Cái mình kết luận như vậy đó, cái nó hay, nó vô được cho người ta là đúng rồi, xếp giấy phát triển vậy 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 đấy, hiểu không? À, là từ cái chuyện mà sách thôi nó như vô hả. À, ta phải suy nghĩ là tại vì thế nào hướng dẫn. Còn với những cái người tự sáng tạo, đây là mình nói về bắt đầu tư duy sáng tạo nữa, còn lại kinh khiếp hơn nữa. Hay rồi bắt đầu mình lại đặt vấn đề là chúng ta thường được biết đến origami thông qua những quyển sách, thông qua những trang YouTube người khác làm hoặc là viết lại cho chúng ta để mà học. Vậy có bao giờ ta tự hỏi ai là ông tổ của origami, đã làm ra origami? Ai lại có thể sáng chế ra được cái cách để xếp ra hình được một con khủng long với hàng ngàn bước xếp như vậy? Quả tình rất sáng tạo, và origami có thể cho người ta khả năng sáng tạo tuyệt vời như thế. Đấy, để con lập luận, con đưa ra cho người ta là cái cách sáng tạo là như thế nào, đặt vấn đề để đưa ra, cái người ta nghe người ta cuốn hút vô trong đó. Chưa hết, để cẩn thận tỉ mỉ trong từng nếp gấp như thế cần có một ý chí kiên nhẫn. Đúng rồi. Rồi quá quá nhiều ý để khai thác luôn. Là cái này là sáng tạo ha. Rồi kiên nhẫn nè, ý chí kiên nhẫn nè, đó. Rồi mỗi một cái như vậy là con phải lập luận á. Ôi cái bài văn của con, cái đoạn văn của con là hay lắm và kinh khiếp lắm. Cho mình thú vị, nó mang lại lợi rất cần thiết. Vậy thì sau khi con nói tất cả các ý đó thì con mới là tóm lại là gì? Tóm lại con có thể bẻ một cái cua rất là gắt luôn qua một cái đường hướng khác để cho người ta thú vị cái bài của mình một cách gì. Rất nhiều người biết đến origami, thực hành xếp giấy origami và thậm chí xếp rất đẹp, nhưng không phải thể ai làm được như vậy thì cũng có những tính cách và tư duy kể trên. Mình nên mở ra một cái mới cho người ta. Cái hồi nãy giờ người ta tưởng tượng đâu là ôi xếp này kia kia nọ, vậy là có mấy tính cách đó ha. Không phải. Rồi mình mới chim một cái câu vô là chỉ những người nào biết suy ngẫm, biết suy xét sâu xa về những thứ mình đang làm và những giá trị của nó thì những người ấy mới có được những tính cách độc đáo hay là thú vị như trên, vân vân. Đó là cái kết của mình để lại cho người ta những cái gì mà nó đặc biệt. Tức là nếu mà đi theo cái đường suông, cái người ta cứ nghĩ là sẽ đi đến A, nhưng không, đi đường suông nằm đến A được đâu, nó đến B, phải thêm một bước chuyển nó mới qua được đến A. Thì người ta đọc được cái kết của mình ấn tượng lắm, và người ta rất là thích thú, và người ta để lại cho cái cảm giác người ta đó, cái sự chênh vênh với những cái sự dự đoán người ta đó, nó không có đúng ha. Cái đây á, là cái cách mà trong phim hay trong truyện người ta hay làm đó, là những cái nút thắt tình tiết đấy. Và khi mà những cái tình tiết mà nó người ta để cho cái người xem, cái người nghe đó còn nghĩ rằng là phải phải giải quyết như vậy, nhưng không, đó rốt mình giải quyết cái cách khác.
chất quốc là nó khác với cái của người ta đang tưởng tượng trong đầu ấy, thành ra là người ta ấn tượng lắm, người ta nhớ lắm và người ta cảm thấy rất là tuyệt vời khi đọc cái bài của mình. Cảm ơn Béo vì viết một cái bài rất là nhiều cái sự gợi ra về phương pháp viết văn, hành văn cũng như là về xây dựng nội dung cho cái đoạn viết của mình. Dĩ nhiên là thì không có sửa nhiều về mặt hành văn đi, vì hành văn thì bạn mới cho nên mà hành văn nó chưa có ổn nhiều chỗ thì sửa hành văn lại. Nếu như về ý tưởng mình đã có rồi thì những cái công cụ đó thì không khó khăn gì để mà mình có thể kiến tạo được. Ok, cảm ơn bạn Béo. Bạn hiểu không? Nãy giờ tôi sửa bạn hiểu không? Tôi sửa thao thao bất tuyệt luôn mà không biết bạn đó vẫn còn trong đây không ta? Hay là nó ra mất tiêu rồi? À còn hả? À, tưởng là nó ra mất tiêu rồi chứ. Rồi ok, đó là cái bài ha. Vậy thì nữa tôi sẽ sửa sau cho các bạn một cách comment vô trong đó ha, để cho các bạn xem là có vấn đề gì không và triển khai thế nào. À, rồi rất là được, rất là ổn rồi đó. Thích nhá, vô cái bài 1 này là có nhiều vấn đề để khai thác, quá thích luôn. Và từ đó nó bật lên được những cái nội dung mà tôi muốn sửa cho quý vị. À, quý vị cũng thấy đó là đôi khi có những cái bài nó cho tôi rất là nhiều những cái chất xúc tác để mà tôi chỉ ra được những cái điểm. Đôi khi nó sai nhưng mà nó có những cái chỗ sai đáng giá để mà tôi chỉ ra được những cái thứ mà quý vị từ cái sai đó quý vị sửa được hoặc là mở rộng ra được. Thì cái như vậy đó, những cái bài có chất liệu và những cái bài có chất liệu như vậy trong giáo dục thì nó rất là cần thiết. Nếu không có những cái bài chất liệu như vậy thì tôi không sửa được, tức là tôi chỉ nói ra những cái thứ mà trên đây quý vị có thôi. Thành ra là quý vị cho tôi 1 mét vuông đất thì tôi chỉ xây được dựng được nấm mồ cho quý vị thôi. Quý vị phải cho tôi 1 hecta để tôi xây được lâu đài cho quý vị. Cái đó là quý vị để ý trong giáo dục thì nó có những cái vấn đề như thế. Ok, chắc là mấy bài này thì bữa sau tôi sẽ sửa trực tiếp vô trong đây rồi tôi giảng kỹ ra cho quý vị được rõ ha. Thôi bữa nay mình nhiêu này thôi, quý vị có thể hoàn thiện bài này cho mình. Rồi sau đó quý vị làm bên cái phần thơ ngũ ngôn ha, thơ ngũ ngôn giúp tôi, thơ ngũ ngôn tức là thơ năm chữ đó, thơ năm chữ. Miễn sao mà quý vị làm được 5 chữ là được, hiệp vần đọc lên nghe nó suông là được. Rồi bữa sau thì tôi sửa, còn nếu không có gì thì tôi không sửa được rồi, quý vị cũng không biết ngũ ngôn là cái chi. Rồi ok không? Các bạn ổn chứ? Ok. Rồi thôi bữa nay mình tạm nghỉ đi, mình nhiều này thôi. Bye bye quý vị.